Hello, xin chào tất cả các bạn. Và bây giờ mình đang trên đường lên Seoul. Sau khoảng 2 năm trời mình học ở Hàn Quốc, cuối cùng mình đã tốt nghiệp rồi. Và hôm nay thì mình lên Seoul để mà bắt đầu cái công việc đi làm ở đây. Hôm nay thì mình cũng rất may mắn có được mà một bạn rất là đẹp trai để làm tài xế để chở mình lên Seoul, đó chính là Xin chào mọi người, mình là thành viên của Dynamic. Hôm nay thì mình có một cái cơ duyên là xuống Busan để đón anh Ngân lên trên Seoul. Tức là biết sao vào lúc đầu ấy, thì mình đang kiếm một cái chỗ để nhà tại bị đồ mình rất là nhiều á, thì vô tình kiếm được bên trung tâm Dynamic. Đây là một cái trung tâm rất là hay các bạn, tại vì bên này là trung tâm của người Việt, người ta lập ra. Và bên này có rất nhiều dịch vụ như là chuyển nhà nè, kiếm việc làm cho các bạn du học sinh, rồi chuyển hàng hóa Việt Nam, nói chung là rất rất nhiều dịch vụ luôn. Nếu các bạn muốn tìm hiểu hoặc là tò mò về bên cái trung tâm này thì mình có thể để link ở phía dưới nha. Rồi mà chưa có bà. Mua con chó này. Nhanh thế. Ủa mua rồi chưa? Dạ em mua rồi. Nằm ngồi đây mình bận. Nếu các bạn có tò mò là có Shiko đâu đúng không thì đây. Đó mọi người. Không có thằng này chuyển đồ chắc mình chết luôn các bạn ạ. Bây giờ trước mắt thì mình đã dọn đồ ra xong hết rồi các bạn ơi. Đẹp lắm luôn á. Và sau khoảng 6 tiếng đồng hồ, anh đẹp trai cũng đã ra đi rồi mọi người ạ. Chào anh Ngân, quà của anh Ngân. Em về đây. Đi nha, cảm ơn mọi nhiều nha. Ok, bây giờ mình sẽ làm một cái room tour nhanh gọn lẹ cho mọi người về cái nhà của mình nha. Đi ra ngoài. Đây. Thì nhà mình ở trên tầng 3 luôn các bạn. Chu choa mưa nghe nó rồi. Các bạn thấy ngoài đó không? Đây là cái view của nhà mình. Thì mình tính dẫn con Shiko đi ra ngoài đường cho nó chơi một tí xíu. Mà mưa mướt thì Shiko bắn ra. Shiko. Đây. Mưa mướt rồi mọi người ơi. Bây giờ mình đi vô nhà lại đây. Shiko. Đầu tiên thì chúng ta sẽ đến với vị trí của nhà bếp các bạn ơi. Các bạn chịu khó nha, tại vì cái nhà này nó rất rất là dơ luôn. Và mình chưa kịp dọn dẹp gì hết. Thì mình mới đặt một cái đồ để mà dọn nhà, mấy cái chổi lau nhà tùm lum đồ này nọ đấy. Tại vì ở đây đi ra Daiso cũng khá là xa, cho nên là mình mới đặt đồ trên mạng. Xong có gì ngày mai nó mới tới được, nên mình mới có thể dọn mấy cái này. Thì các bạn thấy kiểu như cái nhà bếp này nè các bạn, cho được một người vào đi tới lui xong nấu ăn thôi. Thậm chí là cái tủ lạnh này nè, nó y như cái tủ lạnh hồi đó mình thiết kế bên nhà cũ mình. Như là nó mở ra nó chỉ mở được tí xíu rồi thôi. Và nó hôi rình luôn á. Không biết là cái người chủ đây người ta không chịu dọn cho mình cái gì hết. Nhưng mà các bạn nhìn thấy không, cho nên thôi bánh nó dơ rồi. Kiểu như là cái nhà này các bạn phải cải tạo nó hoàn toàn từ con số 0 luôn á mọi người. Tiếp theo thì các bạn có thể thấy đằng đây á, thì có một cái sảnh khá là nhỏ như thế này. Nói chung là mình lúc đầu mình cứ nghĩ là cái phòng này mình có thể chia ra làm một cái phòng ăn, một cái phòng để đồ áo quần này nọ đấy, nhưng mà mình không biết có được hay không. Bên cạnh đây thì các bạn thấy cái nhà vệ sinh. Nhưng mà lỡ hôm nay lỡ quay rồi mình cho các bạn coi luôn, nó rất là ghê. Nó kinh, cực kỳ kinh luôn á mọi người. Nhìn nhá. Ôi mà nó hôi. Tông màu hồng mới chịu chứ mình thì ghét màu hồng. Nhìn nó chán lắm luôn á mọi người. Mình nghĩ cái chỗ này muốn mà muốn ở thẳng hoi là phải dọn dẹp. Ôi đừng có vô đây. Mẹ mày. Nó rất là bận luôn mọi người, mình thậm chí mình ngồi lên cái bồn cầu mình phải lấy giấy để mình ấy cho nít. Nó đỡ bớt dơ. Ở đây sẽ các bạn thấy cửa thông gió, nhìn các bạn thấy không, cũ kỹ kinh luôn á. Đây có một cái cửa nữa thì nó sẽ dẫn lên sân thượng, nhưng mà chủ nhà người ta dọn rồi. Và đây là cái gương. Và thậm chí các bạn thấy cái nhà này bị mất một cái gì không, đó chính là không có máy giặt. Và cũng hên hết là Hưởng, thằng tài xế nãy của mình á, thì Hưởng nói với mình là có gì em sẽ đem cho anh một cái máy giặt. Wow. Đây là cái phòng gọi là phòng khách nha. Mình tính cải tạo thành phòng khách đó mọi người. Ở Hàn Quốc á, thường người ta sẽ dùng cái phòng to nhất á. Ủa gì cô? Người ta dùng cái phòng to nhất người ta để làm phòng ngủ, xong mình kiêm phòng khách luôn, nhưng mình không thích như vậy. Tại vì á,
phòng ngủ thì phải ra phòng ngủ, phòng khách thì phải ra phòng khách, nên là cái phòng này phải là phòng khách. Qua wow, đây là cái view nhà tôi nè, thấy không, đẹp không, trừ cái miếng dán này là tại vì hồi đó người ta kêu là có bão tới á, cho nên dán cái này để cho gió lùa vào để mà nó khỏi bị vỡ kính. Và đây là cái view đằng sau bên cái cửa sổ nhìn ra bên ngoài, nói chung là nó rất là sáng mọi người. Kiểu như á là mình nuôi chó cho nên mua một căn phòng nó bự bự như vậy, nhưng mà bây giờ nó bự quá, kiểu như nó hơi bị cảm giác gọi là chống chải á mọi người, có một chút gì đó cô đơn. Tiếp nữa là cái phòng này là cái phòng cuối cùng. Thì bây giờ mình đã trải một chút xíu cái hai cái tấm ga đệm với một chút khăn để mình mền đồ này nọ để mình nằm ngủ buổi trưa, tại vì mới lên đây là mệt quá. Và các bạn thấy không, cái nhà này thậm chí không có giường thì cũng ok, không có giường không sao hết, nhưng không có nệm luôn các bạn. Nghĩa là các bạn phải mua cái giường, hoặc không mua giường thì các bạn không chắc nhất định các bạn phải mua nệm, tốn nhiều tiền nữa. Nói chung là cái nhà này cũng khá là to rộng nhưng mà nó thiếu nhiều thứ lắm. Bên đây các bạn sẽ thấy một cái cửa nữa, cái nhà này nhiều cửa ghê luôn mọi người ơi. Đây thì cái này á là một cái gọi là cái ban công. Đây cái ban công ở đây các bạn, người ta dán mấy cái này nhìn như bùa chú rồi này nọ, thấy ghê quá. Ở đây nó cũng khá là dơ, mình nghĩ là mình sẽ phải mua một cái gọi là cái tấm gỗ đó các bạn, cái sàn gỗ mình lót lót đây nè, xong rồi mình kê một cái bàn đó, xong rồi tối á mình có thể xong rồi tối á mình sẽ ngồi ở đây nè, xong rồi mình mở cái cửa này ra nè các bạn, cửa này mở được nữa nha các bạn, mở sao quên mẹ rồi đấy, thì các bạn có thể mở thôi ra, xong các bạn hóng gió như bình thường thôi, khá là dễ thương đúng không. Ok, vậy là nhà mình chỉ có nhiêu đó thôi. Eo ơi, nó bận lắm luôn á mọi người. Mọi người ơi, bây giờ đã qua ngày mới rồi và mình mới ngủ dậy đây. Và hôm nay thì đồ mình đặt trên Cuban có ra, nó tới vài cái trước. Chắc là ngày hôm nay và ngày mai thì mình sẽ unbox đồ nhiều lắm cho mọi người xem. Thì để coi trong đây có cái gì thì mình cho mọi người coi nha. Đây là cái đồ để mà cho bác sĩ cô uống nước nha mọi người. À, nước ra rồi mọi người ơi. Kiểu như cái này á thì nó sẽ tự động làm đầy cái phần chỗ ở đây. Và con chó nó uống thì khi mà chó uống thì nước nó cứ chảy xuống thôi. Ok. Giờ mình sẽ unbox tiếp cho các bạn coi mình có cái gì nha. Đây là một đôi dép. Đôi dép này mình nhớ rẻ lắm, hình như có 3.000 won hay 4.000 won. Mình sẽ dùng đôi này để đi trong nhà vệ sinh đó mọi người. Đẹp đúng không? Tiếp theo là cái thùng dài dài, mình không biết có cái gì đây. Tăng 10 bịch khăn giấy ướt. Tiếp đến là cái này nhìn ở ngoài chắc các bạn cũng biết là gì rồi đúng không? Đây là một cái quà. Nhìn trên hình thì tưởng nó cao cấp lắm, mà thực tế ra nhìn nó cũng khá là cũng được ha. Mà xung quanh nó toàn là nhựa các bạn, nên là nhìn nó hơi bị rẻ rẻ tiền á. Thì cái này mình mua khá là rẻ, có 16.000 won cho một cái quạt vậy thôi à. Đang là mùa hè mà sắp qua mùa đông rồi, mùa thu rồi. Nếu bây giờ mua quạt xịn quá thì sau này á nó to, chuyển nhà đi cực, nên là thôi. Nếu mà nóng quá thì mình sẽ bật máy lạnh không thì thôi. Nó cũng mát lắm mọi người. Nhưng mà nó ồn như thế này. Nó hơi bị ồn, ồn lắm luôn á. Kiểu như là máy bay trực thăng vậy đó mọi người ơi. Và cái cuối cùng này á thì là cái rất là hay mọi người. Úi da. Cái này mình nghĩ là mình sẽ dẫn mọi người qua cái phòng nhỏ kế bên để chúng ta lắp cái này. Mọi người ơi, cái phòng này đáng lẽ lúc đầu là mình tính mình dùng cái phòng này để làm phòng ngủ. Nhưng mà hôm qua từ lúc 4 giờ chiều mình nằm ở đây mình ngủ, mà ở dưới tầng dưới nó nói gì nghe hết trơn luôn mọi người ơi. Ầm mà nói chuyện của hình như là mấy người này người Pháp hay là người Tây gì đó mà nói tiếng nước ngoài á. Cho nên là
đương nhiên là nói một chút xíu thì cũng không sao, tại vì nhà thì đương nhiên ai cũng phải nói chuyện rồi. Nhưng mà tới tận 12, 11 giờ đêm đúng không mọi người, trời ơi, ngủ ở đây là nghe hết trơn luôn á, cho nên phải chạy qua phòng bên kia ngủ. Mà bên kia thì vẫn nghe đến lúc tối các bạn nghe, sập sình, rồi nghe tiếng người đàn ông hình như anh nó bị đánh hay bị gì á, mà nó cứ la hoài à, mà nghe thấy tội nó lắm kìa, nhưng mà anh nó cứ la hoài luôn mọi người ơi. Mà không biết là mấy chị ngồi chung nhà sao mấy chị đó không phải giúp anh đó gì cho anh đó bớt đau ta, mình cũng không biết. Cho nên là bây giờ cái phòng này nè chắc là không dùng để mà làm phòng ngủ được rồi, nên đó là mình sẽ làm một cái tủ áo đây. Wow, nhìn cái hình lắp thôi cũng thấy mệt rồi đó mọi người ơi. Nghe, bây giờ mình sẽ lắp thử đây. Các bạn ơi, và sau khi khoảng mất một tiếng hoặc là gần một tiếng thì mình mới lắp xong cái tủ này. Nói chung á thì lắp nó rất là cực. Nếu mà các bạn nào mà đặc biệt là các bạn nữ mà mua cái này về nhà lắp á thì nó khá là cực, cho nên mình không có khuyên các bạn nữ mua cái này về. Cực nhưng mà nó khá là đẹp các bạn. Nhìn nó cũng khá là cứng cáp, vững chắc các bạn ơi. Nhưng mà mình khuyên các bạn á là sau này giàu có nhiều tiền chút xíu, thuê cái nhà có đầy đủ hết đồ đạc cho nó khỏe, chứ mà mua mấy cái quỷ này về nhà nha. Sau này mà chuyển nhà đi đâu nữa đó, trời ơi, không biết mà bưng cái này thế nào luôn ấy. Các bạn ơi, mấy ngày này kiểu như là phải unbox liên tục luôn các bạn. Và hôm nay mình tiện thể thì mình cũng cho các bạn xem trong đây có cái gì nha. Lại ba cái đồ lắp ráp nó mệt ghê luôn á, chứ mình bị ám ảnh với ba cái đồ mà phải lắp ráp bên này mọi người ơi. Mọi người ơi, mình mất cả một tiếng đồng hồ với cái ghế này luôn á mọi người. Lắp ráp rất là cực luôn, và cái ghế này nó không có một cái chế độ mà mình thích, đó là cái lưng dừa này các bạn. Nó không có đẩy hết ra đằng sau được. Trời ơi, người ta muốn mua cái ghế đó mà. Mọi người, kiểu như vậy này nè. Đấy, thì nó không có dựa ra được nhiều, không có đã gì hết. Tiếp theo là cái thùng này. Đây là cái đèn các bạn, cái đèn này mình rất là thích luôn á. Cái đồ này là đến từ hãng IKEA. IKEA là một cái hãng sản xuất gọi là đồ nội thất rất là rẻ và nói chung là rất là tốt ở Hàn Quốc các bạn. Lại đồ lắp tiếp. Lắp, trời ơi, tao nói lắp một cái, hai cái thì thấy vui. Mình hôm qua tới giờ lắp cả chục cái luôn các bạn ơi. Nó chán lắm luôn rồi đó. Nhưng mà thôi, mình sẽ lắp xong rồi mình cho các bạn coi nha. Cho nên cái đèn này nó rất là hay luôn á mọi người. Để buổi tối á, mình sẽ mở cho mọi người coi nha. Các bạn ơi, đây là cái đèn ha. Lúc mà mình chưa bật đèn nè, sau đó thì các bạn có thể dùng chân để đạp cái này đó. Wow, cái không khí nó rất là ấm cúng và nó khá là sang đó các bạn. Nếu mà nhìn tổng thể nguyên cái khúc này thì các bạn thấy cái đèn này làm cái nhà nó sang hẳn lên, giống như cái đèn lồng mà mình hay chơi hồi Tết Trung Thu á. Tiếp theo là cái bịch này. Đây là cái rèm cửa màu xanh navy các bạn. Và mình nghĩ là cái phòng này cái màu chủ đạo của nó là màu xanh dương. Các bạn có thấy đó, cái ghế có màu xanh dương, cái này màu xanh dương. Và mình cũng mua cái ga nệm cũng màu xanh dương luôn. Thì đây là cái rèm của nhà cũ. Mình sẽ để một giữa đây là màu trắng, còn hai bên sẽ là màu xanh dương cho nó sang. Và các bạn thấy cái dấu ích đó, cái dấu ích khốn nạn đó, rồi sẽ có ngày mình sẽ xóa, mình dẹp sạch cái dấu ích đó đi. Mình thấy ghê quá. Cái màn, chỉ có một cái màn này thôi mà mình muốn chết luôn các bạn. Nhà nó rất là cũ á, cho nên cái việc mà mình phải lắp mấy cái cây này cho nên nè, nó cực kỳ khó luôn và nó cực kỳ nặng. Với lại nó bị sập xuống cả cái cửa ngoài đây này, các bạn thấy cái cửa này không? Hồi nãy mình kéo nó qua bên thôi mà ai ngờ cửa cũ á, kéo thẳng ra ngoài, cái cửa rớt ra ngoài luôn các bạn. Trời, cũng hên chưa rớt xuống đất, thôi mở kính chắc chết luôn á. Nói chung á là tạm thời thì cứ nhiều đây trước, rồi tí nữa mình sẽ nói chuyện tiếp, chứ bây giờ mình mệt quá rồi. Ấy chết chưa xong, còn cái đằng sau nữa.
cái này chì màu với cái màu tường nên mình chẳng có biết là có cái này luôn á. Cái này là cái đồ để mà mình đựng cái đồ chuẩn bị đem giặt hết các bạn, đơn giản vậy thôi. Như thế này xem, các bạn chỉ cần kéo ra thế là đây có một cái ngăn đây các bạn. Mọi người ơi, lại unbox nữa và bây giờ là hai cái bịch to đùng. Chắc chắn đây là hai đôi dép. Đây là hai đôi dép, một đôi màu xám và màu nâu các bạn. Thì cái đôi này mình mua có giá bao nhiêu ta, hình như 5.000 mấy, 5.000 9 phải. Thì cái đôi màu xám này là size con gái, tại vì chân mình bé đó các bạn, cho nên là mình phải mua cái dép size nữ để mình có thể mang giường. Đi trong nhà đó các bạn, em chân vải luôn. Wow, này là size nam, để cho ai xài thì mình cũng biết nha. Tiếp theo là cái định vải chặt bá này. Mua đồ cho lắm, mua sau này mà dọn nhà là lòi mồm luôn các bạn. Đây là cái da mềm màu xanh dương, nhưng mà các bạn nhìn trong cái này không biết các bạn thấy nó xanh hay không, nhưng mà thế ngoài nó không có xanh lắm các bạn ơi. Cho nên là mình có cái chăn mùa hè rồi, còn cái chăn này để dành cho mùa đông, nhưng mà nó hơi mỏng ấy nhỉ. Ôi mỏng quá các bạn ơi, nó êm thì cũng khá là êm đó, nó cũng khá là mềm nhưng mà nó hơi mỏng quá. Và cuối cùng sẽ là cái nhà vệ sinh thế ghê này. Mình sẽ dùng cái tấm rèm này để mà treo lên cái khúc để che cái cửa sổ nhìn thấy ghê đó cho các bạn nha. Và sau khi treo xong các bạn thấy đỡ gớm hơn chưa? Nhìn cái nhà vệ sinh nó cũng sạch đi một phần á. Ok, và sau khi mình đã dọn nhà gần xong rồi thì mình sẽ chia sẻ các bạn về cái căn nhà này. Đầu tiên là cách kiếm nhà, thì mình sử dụng hình như là hai cái app để mà kiếm nhà, và trong đó đầu tiên là Peter Pan. Peter Pan là một cái kiểu app mà người ta rất là thường dùng để người ta kiếm cái nhà mà trực tiếp mà do chủ nhà người ta cho thuê. Tại vì thường thì nếu mà các bạn thuê nhà ở Hàn Quốc thì các bạn cần cái bên bất động sản để người ta làm hợp đồng rồi xong người ta kiếm nhà rồi vân vân. Nhưng mà nếu mà các bạn dùng bất động sản á, thì các bạn phải trả tiền gọi là cái tiền môi giới. Còn nếu các bạn trực tiếp đến gặp chủ nhà và ký hợp đồng với chủ nhà thì có nhiều rủi ro hơn. Nhưng mà tuy nhiên thì các bạn không cần phải trả cái tiền môi giới, cho nên đây là một cái việc làm cũng khá là mạo hiểm. Nhưng mà mình nghĩ là mình vẫn thích cái cách mà gặp trực tiếp chủ nhà và ký hợp đồng hơn. Cái app thứ hai là mình xài đó là app Tabang. Tabang thì mình không có khuyên các bạn xài lắm, tại vì đa số những cái người mà up nhà lên Tabang đa số đều là bên bất động sản hết. Và cái đợt mà mình lên Seoul, tại vì mình ở Busan mà, nên cái việc mà lên Seoul để kiếm nhà thật sự rất là khó khăn, bởi vì mình không thể nào lên thường xuyên được và mình không có chỗ nào để ở lại đây hết, cho nên mình phải kiếm nhà trong vòng một ngày duy nhất thôi. Và cái nhà mình kiếm được là cái nhà này, và trong vòng một ngày mình thuê luôn cái nhà này chứ không có còn có thời gian mà để đi kiếm những cái nhà khác nữa. Đó là một cái điều bất tiện với mình khi mình thuê nhà ở Seoul. Thứ hai, có nhiều các bạn hỏi rằng là cái nhà mình á thì thuê ở đâu. Như mình đã nói hồi đầu vlog, cái khu mình đã thuê đó chính là khu gần Itaewon. Itaewon nằm ở đây thì cái nhà mình nằm ở khúc này. Tuy nhiên cái khu này có một cái điều của nó, đó chính là khu này nhà rất là cũ các bạn. Thường sẽ khoảng vào 2-3 năm sau khu này sẽ bị đập đi xây lại hết tất cả căn nhà luôn, cho nên là các bạn chỉ được ở đây trong một khoảng thời gian nhất định thôi. Và điều cuối cùng mà chắc các bạn tò mò nhất đó là giá của cái căn nhà này. Các bạn thấy cái nhà này nó cũng khá là to và hoành tráng, đúng không? Đây là phòng 2 room. Nói 2 room như vậy nghĩa là có 2 phòng, nhưng mà nhà mình khoảng 2 phòng rưỡi lận. Tính ra là có một cái phòng khách kiêm nhà bếp nhỏ nhỏ vừa vừa, và một cái phòng ngủ nhỏ và một cái phòng lớn như thế này, phòng master. Thì đương nhiên là cái phòng kia thì không có xài được, cho nên mình sẽ dùng để làm cái nhà kho hay là cái nhà tủ áo. Còn nếu mà bạn nào muốn xin ở cái nhà mình thì ok, mình sẽ cho các bạn ở miễn phí. Nhưng có điều các bạn phải làm việc, đó chính là cái điều mà các bạn làm duy nhất, đó chính là giữ con chó cho mình thôi, là mình cho các bạn ở nhà ké của mình. Và cái giá nhà mình đó thì cọc của nó là 5 triệu won, là khoảng 100 triệu Việt Nam đồng. Và mỗi tháng là có 450.000 won, là khoảng 9 triệu Việt Nam thôi. Đây là một cái giá thuê nhà rất là rẻ nếu các bạn ở Seoul. Tại vì thường với cái số tiền như vậy thì các bạn chỉ thuê được những cái căn nhà nằm ở dưới tầng hầm thôi các bạn, hoặc là những căn nhà tầng bán hầm. Thường thì đa số những cái căn nhà này nó cái điều kiện nó không được tốt, nó ẩm mốc và nằm ở dưới cái tầng mà mùa đông thì khá là lạnh và mùa hè thì khá là nóng. Cho nên cái giá nhà như cái nhà mình nó thì thật sự rất là ok. Các bạn thấy mấy ngày hôm nay mình mua rất là nhiều thứ và tốn rất là nhiều tiền. Nhưng mà cũng hay mình biết một cái app mà có thể giúp các bạn tiết kiệm rất nhiều khi các bạn mua sắm. Và hình như mình nhớ mình đã hướng dẫn cho các bạn và giới thiệu cho các bạn về cái app này qua một cái vlog lần trước rồi. Đây là một cái app tên là Shopback, nếu các bạn còn nhớ. Thì cái app này là một cái app
hoàn tiền hàng đầu cho Á Thái Bình Dương luôn. App này đã có mặt ở Singapore, Đài Loan, Hàn Quốc như là mình đang xài đây. Nhưng mà mình nghĩ đa số các bạn đều là người Việt Nam, cho nên hôm nay mình sẽ chào mừng Shopback đến với Việt Nam, cũng như là giúp các bạn biết cách xài cái app này ở Việt Nam nha. Shopback liên kết rất nhiều những trang bán hàng lớn, điển hình như là Tiki nè, Lazada hoặc là Watson. Thì lúc mà ở Việt Nam thì mình hay xài nhất đó chính là Lazada. Các bạn chỉ cần tải app, đăng ký tài khoản, xong sau đó các bạn sẽ nhấn vào Lazada nè. Đấy. Và các bạn sẽ được chuyển đến trang Lazada mua sắm như bình thường các bạn hay mua. Thay vì các bạn vào trực tiếp thì các bạn thông qua Shopback để các bạn có thể nhận lại tiền mặt. Thì tùy vào những cái nơi mà các bạn mua, tốn khoảng 48 giờ sau nó sẽ có thông báo hoàn tiền về cho các bạn, và khoảng từ 45 đến 90 ngày sau thì các bạn có thể rút được bằng tiền mặt nha các bạn nha. Ví dụ lúc mà mình hay ở Việt Nam thì mình hay mua sắm cũng như là mua đồ cho mấy đứa cháu của mình á, thì đây là số tiền mà mình đang có, đó là khoảng 61.494 đồng. Các bạn có thể rút được cái tiền này ra tiền mặt ở ngoài ngân hàng nếu cái số dư tài khoản của các bạn trên 50.000 đồng như mình đây. Đặc biệt nếu các bạn tải Shopback bằng cái đường link phía dưới của mình đây á, thì các bạn sẽ được thêm 50.000 đồng trong tài khoản. Và đặc biệt Shopback đang có rất nhiều những chương trình hấp dẫn từ khoảng ngày 27 tháng 7 cho tới ngày 8 tháng 8, vừa được mua sắm tỏa thích và lại được hoàn tiền lại nữa chứ, thích quá đúng không? Đặc biệt các bạn nhớ vào ngày 8 tháng 8 thì Shopback sẽ có một cái chương trình hoàn tiền đến 100% vào 20 giờ, thì mình sẽ để thông tin cụ thể phía dưới cho các bạn nào muốn tìm hiểu nha. Ok, các bạn nhớ tải Shopback qua đường link của mình, mua sắm chất và hoàn tiền thật luôn nha. Ok, và trước khi kết thúc vlog ngày hôm nay thì mình có một cái để mà khoe với mọi người, đó chính là chán, đây là cái thảm. Wow, cái thảm nhìn đẹp không mọi người? Nó có cái tông màu xanh hợp với cái nhà của mình, và nó có một cái họa tiết trang trí kiểu Indian á, kiểu gì người thổ dân gia đình. Và mình chắc chắn với các bạn rằng là mình sẽ có một cái vlog room tour cái nhà mới để cho các bạn xem, và nó sẽ phải thiệt là hoành tráng và mình phải chuẩn bị đồ hết thì mình mới có thể cho các bạn xem được. Và mình bây giờ vẫn đang chờ anh Hưởng nhà chúng ta, cái anh tài xế đem máy giặt qua cho mình, không biết anh có tới không ta. Và vlog ngày hôm nay đây là kết thúc rồi. Cảm ơn mọi người theo dõi vlog ngày hôm nay. Bye bye.